Trên chuyến bay có số hiệu VN253 của Vietnam Airlines dự kiến xuất phát tại sân bay Nội Bài lúc 14:55. Khi máy bay đóng cửa và được đẩy ra khỏi thang ống, một nam hành khách 30 tuổi bất ngờ rời khỏi vị trí và có hành vi gây rối, đe dọa có bom trên chuyến bay. Hành khách này là nghi can được hai người thuộc lực lượng công an dẫn độ từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh và có thông báo trước cho tổ bay. Trước tình huống này, tiếp viên của chuyến bay đã cùng hai công an thực hiện nhiệm vụ dẫn độ khống chế hành khách và yêu cầu trợ giúp của bộ phận an ninh sân bay. Cơ trưởng đã cho máy bay quay lại để hành khách gây rối và hai công an đi cùng xuống máy bay. Sau đó, an ninh sân bay tiến hành kiểm tra toàn bộ máy bay để đảm bảo an toàn. Hành lý của hành khách trên cũng được kiểm tra an ninh nhưng không phát hiện có bom. Sự việc khiến chuyến bay lùi giờ khởi hành đến 16:55, chậm 2 giờ so với kế hoạch, ảnh hưởng đến 246 khách đi cùng chuyến.